Đây, người ta cho thêm mắm tôm nè. À, cay quá mọi người. Chắc mình bỏ này qua quá, cay. Coi bên trong quán như thế nào, có nhân viên phục vụ như thế nào, món ăn như thế nào ha. Đây, bây giờ mình sẽ cùng vào trong quán nha. Quán rất là đông, giữ xe bên đây không hết, cho nên mình phải đem qua bên cây xăng bên kia đó. Giữ xe bên cây xăng bên đó. Giờ mình cùng vào trong quán nha. Đây, rồi bây giờ mình sẽ ngồi ở bên đây. Trong ngồi đi, hãy xem qua kia ngồi. Đây trong quán nè, món đậu mắm tôm. Em nhân viên đang phục vụ thì mình thấy quán hôm nay nó không có đông như cái ngày mới khai trương. Khai trương ngày 11 tháng 3. Ở đây là không gian của quán. Bên tới bên em cùng khoảng ăn là 3 người ăn. Bên nhỏ bên em được khoảng tầm khoảng 2 người ăn. À, 397 nhé. Mẹt lớn. Ừ. Ở đây ngoài ra còn có món bún chả cá hay em. Cũng là một tô miền Bắc ấy, bọn em thấy hay xào uống bể ấp hơn. Bể ấp hả? Bể ấp hả? Thôi không muốn được, em uống trà đá rồi em. Một rồi vậy cho anh một trà đá với lại một bể ấp đi. Ủa em, cho anh hỏi nha, anh mặc mặc băng qua đâu rồi? Đã anh chạy xô rồi anh. Anh đi chạy xô rồi. Anh đi chạy xô về ngay bên đây. Anh đi chạy xô rồi. Mấy giờ anh về? À, thường anh ấy 11 giờ anh sẽ về. 1 giờ đêm hả? 11 giờ. 1 giờ đêm đúng không? Dạ. Sao trễ vậy? À, hay thôi đi chạy xô ngoài à. Đến đây để gặp ảnh mà cuối cùng không có ảnh ở đây. Mới vừa hỏi cái anh này rồi thì lý do là do anh mặc băng khoa, anh phải đi chạy xô, cho nên 11 giờ đêm anh mới về tới ha. Không gian của quán nè. À, tại vì bây giờ đang là 5 giờ chiều cho nên mình nghĩ là chưa có đông. Đây là quầy tính tiền. Ở đây có một cái mẹt nhỏ và một cái mẹt lớn. Mẹt là giống như một cái mâm á, nhưng mà nó làm bằng nó đan á, mâm mà nó đan, người ta gọi là cái mẹt nha mọi người. Thì cái mẹt lớn này mình có thể ăn cho 3 người. Còn cái mẹt nhỏ này thì một người ăn là no luôn á. Nên mình sẽ order một cái mẹt lớn để ăn ha. Mà nếu mà mình muốn ăn thêm cái gì đó thì nó sẽ có ở bên đây nè. Bún thêm, đậu thêm, dồi, nem rán, chả cốm, chả cua, thịt giò. Còn nếu mà mình kêu bún đậu mắm tôm không thôi á, là chỉ có bún đậu mắm tôm á, thì là 25.000 đây nè. Có nhiều mức giá. Đây, đây là các món món nước. Em cho anh hỏi quán mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ em? Dạ, quán 9 giờ đến 10 giờ tối. Sáng 10 giờ tối. Anh mặc băng khoa đâu rồi? Dạ, anh đi diễn mà anh đi. Thấy không? Thì em nhân viên này nói là anh mặc băng khoa anh đi diễn rồi. Mà anh rất khi ít khi lại đây ha. Cho nên thì hiếm lắm mới có người gặp được anh Mạc Văn Khoa. Mình nghĩ là cái ngày mà khai trương á thì anh Mạc Văn Khoa sẽ đến đây. Còn bây giờ thì không có. Tiếc quá.
Mình hy vọng là mình ăn và một lát nữa anh Mạc Văn Khoa sẽ về và mình sẽ quay được ảnh. Đây là mắm tôm, đây là mắm, đây là cái mắm ồn quá, đây là cái mắm tôm. Lát nữa mình sẽ vắt một ít chanh vô, một ít tắc vô, rồi mình cắt mấy miếng ớt nữa trộn lên rồi lát mình ăn nha. Cái món cái mẹt lớn của mình vừa mới được xuất xưởng thì mọi người có thể thấy nè, đây cái mẹt này giá là 120.000, có mấy miếng thịt và dưa leo, chả cá. Cái này là gì ta, cái này là gì mình không biết nữa nè, có dồi nữa nè, còn đây là đậu cái gì, cái này là gì, đậu hũ, quên mình quên, bún đó, còn một số cọng rau. Rồi thì đây là cái món bún đậu mắm tôm mà hôm nay mình sẽ ăn cho mọi người coi ha. Đây bắt đầu ăn thôi. Đây là bún của nó nè, đây là bún của nó nha. Thì mọi người có thể ăn bún chấm với lại mắm tôm, còn không thì mình sẽ ăn chung với chả cá nè, mắm tôm, đậu phộng, dồi, rau. Đó. Cái này là gì mình không biết nữa. Thấy không? Cho vô cái chén rồi cho mình chấm mấy mắm tôm. Phần chính ha, mình sẽ ăn đây.
thời gian ăn thì mắm tôm đã hết rồi, giờ mình sẽ xin thêm. Cay quá. Đây, người ta cho thêm mắm tôm này. À, cay quá mọi người. Chắc mình bỏ này qua quá, cay. Nên mình sẽ ăn cái này thôi. Bắt miếng chanh vô. Thử đi. Cho một miếng đường. Xong rồi khuấy lên. Xong sau khoảng 10 phút không? Chắc 10 phút ha. Sau khoảng 10 phút ăn nè mọi người thì vợ chồng mình đã chén sạch hết luôn cái mẹt 120.000 bún đậu mắm tôm ở chỗ của anh Mạc Văn Khoa. Thì bây giờ đây là cái món tráng miệng nè. Ăn mắm tôm thì miệng có mùi gì mọi người cũng biết rồi, cho nên mình sẽ ăn cái này để tráng miệng ha. Miếng nước. Thì theo như mình nhận xét, cái mẹt 120.000 ở đây thì đồ ăn nó cũng không có nhiều nha. Mình ăn vô mình cũng chưa thấy no. Mẹt tự nhiên ăn cùng khoảng 3 ngàn. Nhưng mà về cái chất lượng thì món ăn cũng tốt, ăn cũng ngon. Và số lượng thì cũng đa dạng và nhiều màu sắc. Trang trí cũng đẹp mắt, nhân viên thì mình thấy cũng bận quá, cho nên cũng không có take care nhiều lắm. Nhưng mà đến ăn chơi ủng hộ cho diễn viên hài Mạc Văn Khoa thôi. Thôi thì clip của mình cũng xin được kết thúc tại đây nha mọi người.
Nếu như mọi người cảm thấy hay và bổ ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nha. Ok, xin chào mọi người.